Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách để thêm cũng như là thiết lập transition. Transition là hiệu ứng chuyển slide, giúp cho sự di chuyển giữa các slide được mượt mà và thu hút hơn. Thì để tạo transition thì trên thanh ribbon, các bạn sẽ vào thẻ transition và trong khu vực transition to this slide, các bạn sẽ nhấn mũi tên sổ xuống để danh sách transition đầy đủ hiện ra. Các bạn sẽ nhấn chọn hiệu ứng mong muốn và nhấn review để xem trước hiệu ứng. Tiếp theo, chúng ta sẽ có các thiết lập thêm cho hiệu ứng chuyển slide. Đối với mỗi hiệu ứng đã chọn, chúng ta có thể tùy chỉnh thêm hướng di chuyển của hiệu ứng trong mục Effect Options. Và trong khu vực Timing, chúng ta có thể lựa chọn hiệu ứng âm thanh tại mục Sound, điều chỉnh thời gian hay độ dài của quá trình chuyển slide tại mục Duration và nút Apply to On để chúng ta áp dụng các thông số mà chúng ta đã cài đặt ở slide hiện tại cho tất cả slide trong toàn bài. Về Advanced Slide, chúng ta có thể thiết lập cách chuyển slide. Có hai lựa chọn là click chuột để chuyển slide hoặc tự động chuyển slide sau khoảng thời gian mà chúng ta nhập tại mục After. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.